nữ bình một mình luôn rồi đó. Wow. 4 tháng rưỡi ha con ha, 4 tháng rưỡi cầm uống bình sữa một mình ha. Có lẽ là David cầm được lâu rồi đó, tại cái cho uống bình chai không à. Bữa nay cầm bình nhựa nè, cầm nổi nè, một mình uống luôn, rõ chưa. Wow. Gửi gì cho bà ngoại coi nè. Giờ cái tay nó cứ cầm bình sữa không là em nghĩ nó biết cầm rồi đó. Cầm bình nhựa nè. Cái bình kia nó nặng quá. Nó nằm kiểu này dễ cầm hơn. Không lấy nữa tối về tập thử cái bình này bỏ vô cho nó uống, nằm ngửa nó uống nổi một mình không? Còn thơm quá. Rồi cầm nãy giờ một mình luôn á nè. Nhớ chưa? Sặc, sặc mà cũng ráng để vậy bố tiếc. Đói lắm rồi. Dở quá. Wow. Hai tay luôn, cầm uống hết bình sữa luôn nè. Cầm cao lên con nha. Cầm hết rồi. Không, em lót cái đồ với nó cho nó cầm cao lên chút xíu. Tại vì cái bình nó uống gần hết nửa bình rồi, nước đâu chảy nữa đâu. Hết nửa bình rồi. One step at a time. Oh, it's good. Huh? I control được cái bình là good rồi.